Chào cô chú anh chị nha. Thì em mới về được một lô máy phát cỏ ba lô. Máy phát cỏ ba lô Shinsegae S35 ha, bằng 36 ly, 30 gần 34 phải mấy cc, gần 35 cc. Rất là khỏe. Dòng này nó phát rất là khỏe ha. Rất là nhiều người dùng rồi, rất là nhiều cô chú anh chị dùng rồi. Này em cũng không quảng cáo nhiều hơn nữa. Thì cái này là có một lô thì anh chị cô chú nào mà làm sỉ á, thì liên hệ nha. Còn mình mua lẻ thì con nào sáng đẹp, cái ngọn hình ấy, nó sáng đẹp ấy, thì 1,8 triệu. Còn con nào nó hơi phai phai màu tí thì em để cho 1,7 triệu nha. Và em bao ship nha. Đó, giá lẻ thì em bao ship, còn sỉ thì nói chung là mình liên hệ riêng rồi thương lượng giá cả này kia. Ok được thì mình làm nha. Xin được qua F35 này đủ đồ nha mọi người. Đó, máy đủ đồ cần có nha mọi người. Cần nó là cần ba lô. Nói chung là bình xăng đều sáng chân hết. Máy này tất cả em đều bao hơi nha. Máy bao hơi nha mọi người. Hàng thì cực kỳ đẹp nha. Nói chung là hàng bãi như thế này là rất đẹp nha mọi người. Nói chung nó mới về được ít thì được cái nào là bán cái nấy thôi. Hàng thì bây giờ nó cũng ít có lắm. Hơi em bao nha, bao thôi. Chất lượng máy hơi thì cực kỳ ngon nha. Như cái con này thì nó cái vỏ nó là vỏ bằng vỏ nhôm á, chắc nên là nó pha cái màu thì về mình sơn lại thôi. Nhưng mà bình xăng, mọi người nhìn bình xăng này, ánh sáng luôn ha, nghĩa là rất là ít dùng. Chỉ qua là nó để bãi thì nó, nghĩa là để bãi qua 5 tháng nó tự nó bong tróc sơn thôi. Thôi cực kỳ căng. Anh em nào làm thì báo em nha. Nói chung thì nó về có được một ít thôi, làm thì báo. Cái hình thức giao dịch bên em thì mình thanh toán thì em mới gửi hàng nha. Em không có ship thu hộ nha, không có ship code nha. Theo dõi cái kênh của em nhiều mình mua, tại vì em cũng nói nhiều trên kênh rồi. Chào mọi người nha.